Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, với diễn biến dịch tả lợn châu Phi tại ở hầu khắp các địa phương trên phạm vi cả nước, giá hơi trong những ngày tới được duy trì trong khoảng 40 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch tả lợn châu Phi, giá hơi tại các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ đang phổ biến trong khoảng 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Nguồn cung heo ra thị trường ở thời điểm này nhiều hơn, chủ yếu là do heo bán chạy, bán tháo với số lượng lớn khiến cho giá có xuống trứng lại và thậm chí giảm ở nhiều địa phương. Ngày như tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, mức giá cũng chỉ dao động 38 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí heo nhỡ, heo nhỏ còn có mức giá thấp hơn con số này. Còn những đàn heo khỏe mạnh ở các địa phương như là Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình phổ biến trong khoảng 41 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc dù có mức giá cao hơn các tỉnh ở khu vực đồng bằng khoảng 1.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên khả năng tăng giá trong những ngày tới cũng khá khó vì hiện nay chưa có bất cứ dấu hiệu tích cực nào ở thị trường khu vực này. Với mức giá như hiện nay, người chăn nuôi cứ một con heo lỗ khoảng 1 triệu đồng, thương lái thậm chí nhiều nơi còn không buồn nghe điện thoại để bắt heo, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi cứ tăng từ 30 cho đến 40%. Có lẽ phải nhắc lại rằng chỉ mới tháng 4 năm ngoái giá hơi ở mức cao chót vót mà theo cách dùng chữ của ông Nguyễn Xuân Phúc là quá đáng. Thủ tướng khi đó yêu cầu phải có giải pháp để giảm giá thịt heo về mức dưới 60.000 đồng trên 1 kg. Và khi đó, chúng ta phải bàn đến chuyện nhập khẩu 45.000 tấn thịt heo để hạ nhiệt thị trường ở trong nước. Thịt heo ở thời điểm đó xanh giá, đắt đỏ và neo cao. Và neo cao đến mức dân gian có câu muốn mua thịt heo rẻ thì lên TV mà mua. Thế mà bây giờ thương lái không buồn nghe máy và bây giờ 8 triệu con heo đang ế trỏng trơ ở trong chuồng chiếm đến khoảng 30% sản lượng. Nói như ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Đa Cô, nông dân lỗ, lỗ mãi, con heo đã ăn hết sổ đỏ của nông dân, không còn gì để thế chấp để vay ngân hàng nữa. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, giá hôi các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên có lẽ sẽ tăng nhẹ trong những ngày tới. Hiện, rất nhiều tỉnh ở khu vực miền Trung đang bị ảnh hưởng của lũ khiến cho giao dịch trở nên khó khăn. Khi thời tiết ổn định trở lại, giá hơi được dự đoán sẽ tăng nhẹ trở lại bởi nguồn cung heo ở khu vực này cũng không còn dồi dào như là các tỉnh ở khu vực miền Bắc. Đối với các tỉnh ở khu Bắc Trung Bộ, mức giá phổ biến giao quanh 43 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều tỉnh ở khu miền Nam Trung Bộ vẫn có mức giá cao hơn 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay không ghi nhận mức giá giảm thêm, vẫn giao quanh mức giá 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Giá hơi ở các tỉnh thuộc khu vực miền Nam có diễn biến khá giống với các tỉnh ở khu vực miền Bắc khi áp lực bán chạy dịch khiến cho giá heo hơi ở nhiều tỉnh đang có xuống giảm trong những ngày qua. Khả năng tăng giá tại các tỉnh phía Nam còn khó hơn các tỉnh ở khu vực miền Bắc vì đây là khu vực tập trung nhiều trang trại chăn nuôi với quy mô lớn của cả nước đặc biệt là các địa phương như là Đồng Nai hay là Bến Tre. Theo ghi nhận mức giá phổ biến ở khu vực miền Đông Nam Bộ là 42 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó nhiều tỉnh ở thị trường miền Tây giá hơi trong ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng 40 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Và cụ thể theo ghi nhận giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Hà Nội dao động mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên giao động mức giá 41 cho đến 43.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá giao động 41 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương nhỉnh hơn một chút với mức giá 41 cho đến 44.000 đồng. Trong khi đó Hà Nam giao động mức giá 38 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Đối với Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá giao quanh 42 cho đến 44.000 đồng. Phú Thọ phổ biến mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên giao động mức giá 40 cho đến 44.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 42 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh là địa phương vẫn duy trì mức giá cao, giao động mức giá 42 cho đến 45.000 đồng. Ninh Bình phổ biến mức giá 42 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Nam Định một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Xuân Trường có mức giá 43 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang có mức giá thấp hơn khi xuất hiện mức giá 38 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái giao quanh mức giá 42 cho đến 45.000 đồng. Lào Cai phổ biến mức giá 43 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Hòa Bình giao động mức giá 40 cho đến 42.000 đồng. Lai Châu giao động mức giá 44 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên cũng có mức giá tương tự trong khi đó, Sơn La trong ngày hôm nay giao động mức giá 44 cho đến 45.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, sau một thời gian được khống chế, tính từ tháng 4 năm 2021 cho đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang bùng phát trở lại. Dịch đã bùng phát tại 8 trên 8 huyện thành phố của tỉnh Ninh Bình, với gần 500 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tổng đàn heo phải tiêu hủy lên đến cả nghìn con. Theo anh Nguyễn Văn Trình, một chủ trang trại chăn nuôi heo thịt ở huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình cho hay, sau hai lần phải tiêu hủy khiến cho kinh tế của gia đình anh lâm vào cảnh tuyệt quệ, nợ nần chống chất. Toàn bộ trang trại phải bỏ không trong một thời gian dài vì không dám tái đàn và đầu tư nuôi tiếp nữa. Còn theo ghi nhận giá hư trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung được dự đoán trong thời gian tới sẽ có xuống tăng. Bởi hiện nay khu vực này đang chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai Bên cạnh đó, đàn heo ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung cũng đang ít hơn so với các tỉnh ở khu vực miền Bắc. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, Thanh Hóa phổ biến mức giá 43 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An giao động mức giá 44 cho đến 46.000 đồng. Hà Tĩnh cũng có mức giá tương tự 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình giao động mức giá 45 cho đến 48.000 đồng. Quảng Trị 46.000 đồng trên 1 kg. Quý trong ngày hôm nay cũng có mức giá 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hôm nay, nhiều chăn nuôi báo giá 44 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Bình Định dao quanh mức giá 45.000 đồng. Phú Yên 46 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Khánh Hòa có mức giá thấp hơn 44 cho đến 46.000 đồng. Hai địa phương Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh mức giá 43 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay, duy nhất chỉ có tỉnh Kon Tum có xuống giảm nhẹ 1.000 đồng về mức 45 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác có mức giá cao hơn, như Đắk Nông trong ngày hôm nay giao động mức giá 46 cho đến 47.000 đồng. Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai trong ngày hôm nay giao quanh mức giá 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng phổ biến mức giá 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, hai địa phương Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì mức giá cao 44 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác có mức giá thấp hơn như là Đồng Nai phổ biến mức giá 42 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bình Phước giao động mức giá 42 cho đến 43.000 đồng. Tây Ninh có mức giá thấp hơn 40 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở thị trường miền Tây trong ngày hôm nay cũng có mức giá khá thấp như Tiền Giang, phổ biến mức giá 40 cho đến 42.000 đồng. Bến Tre giao động mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Long An phổ biến mức giá 43.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh và tỉnh Bạc Liêu trong ngày hôm nay cũng có mức giá giao quanh 40 cho đến 42.000 đồng. Sóc Trăng phổ biến mức giá 39 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 42.000 đồng. An Giang và Cần Thơ trong ngày hôm nay có mức giá giao quanh 44.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp 45.000 đồng. Trong khi đó Cà Mau và tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay chỉ giao quanh mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Theo nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho hay, không chỉ heo hơi giảm mà giá heo giống trong thời gian vừa qua cũng đang có xu hướng giảm. Bởi hiện nay, quá trình tái đàn phụ thuộc rất nhiều vào giá thức ăn chăn nuôi và giá con giống. Hiện giá cám vẫn đang cao nên dù giá heo giống có xuống giảm nhưng người dân vẫn chưa dám tái đàn. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.